121 người chết vì tai nạn giao thông trong 9 ngày nghỉ Tết. Theo thống kê của Cục Cảnh sát giao thông, trong 9 ngày nghỉ Tết Nguyên đán Nhâm Dần, cả nước xảy ra 216 vụ tai nạn giao thông làm chết 121 người. Chiều mùng 6 tháng 2, Cục Cảnh sát giao thông, Bộ Công an cho biết, trong 9 ngày nghỉ Tết Nguyên đán Nhâm Dần, từ ngày 29 tháng 1 đến ngày mùng 6 tháng 2, cả nước xảy ra 216 vụ tai nạn giao thông, làm chết 121 người, bị thương 138 người. So với cùng kỳ năm 2021, Tết năm nay giảm 17 vụ, giảm 14 người chết và giảm 29 người bị thương. Trong đó, đường bộ xảy ra 214 vụ, làm chết 120 người, 137 người bị thương. Đường sắt xảy ra 2 vụ, làm 1 người chết, 1 người bị thương. Cảnh sát giao thông các đơn vị, địa phương đã kiểm tra, phát hiện, xử lý 25.723 trường hợp vi phạm, phạt tiền hơn 25 tỷ đồng, tạm giữ 110 ô tô, 4.277 xe máy, tước 2.127 giấy phép lái xe các loại. Thông qua công tác tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm, lực lượng cảnh sát giao thông đã trực tiếp và phối hợp với các lực lượng chức năng bắt giữ 23 vụ phạm pháp hình sự, 32 nghi phạm buôn bán, tàng trữ ma túy, pháo nổ giao cơ quan điều tra xử lý. Các bạn nhớ đăng ký kênh và bật chuông thông báo để nhận được video mới sớm nhất nhé.